Ok, Wasco, xin chào các bạn và tiếp tục hôm nay chúng ta cùng đến với vào 21 chương 2. Ok, mình vào 21 chương 2. Đây chấm đỏ rồi. Những cái chấm đỏ này. À, xin. Em mất máu rồi. Thằng ngáo này. Đừng có nghe. Bình tĩnh đi, thằng nào nó cũng sẽ có phần. Ôi trời. Nhớ rồi. Ôi. Giác. Ôi. Ôi trời. Má cái cả ủa các bạn đã thấy sự khó khăn của cái chapter 2 này. Đấy, bọn khủng bố nó ra liên tục nó không đợi chờ gì mình nhé, nó không đợi chờ gì, nó không ra ba thằng lần lượt như là chapter 1. Bây giờ nó ra liên tục luôn. Ra liên tục vào cái bọn. Ui giời. Bọn này bây giờ nó cũng chạy rất là nhanh. Nó trốn mình rất là nhanh. Đấy. Và bắn hai chỗ luôn. Đấy, nó đang trốn mình nhanh. Mình một cái nhanh ăn đạn của nó ngay 27 tên, tiêu diệt 24 tên rồi. Đạn ngầm đầy tường luôn. Còn một thằng nữa. Đã xong. Ok, let's go đi vào 22 chương 2. Đấu với lại 28 tên khủng bố. Nó đã đi ra đây rồi. Đang dậy. À một tên. Đó từ vào kho. Đó. Ôi xưa, hai tên luôn. À, được cái nghe. Nó từ nào đâu. Hai thằng cứ bình tĩnh, trong đây có một thằng à? Ờ đâu nhỉ? Trong nhà có một thằng này, nó bắn xuyên tường nữa đấy. Nó mì biết nghe là nó bắn xuyên tường anh ạ. Xuyên tường. Mình không bắn xuyên tường được, nó bắn xuyên tường được đấy. Yếu tố bất ngờ đi. Tại yếu tố bất ngờ đi. Thì nó băm một bọn này. Không ngại hoảng ngay. Nói sau. Ây. Ok. Ôi. Ui vào. Vào 6 người có mất rồi. Ôi.
5 tên nữa. Quá đông. Hai viên một tập. Nó rất ghê gớm đấy. Vẫn đợi mình. Ok, còn nốt một tên nữa. Chết ngay. Ok, what's the goal? Tiếp tục đi vào 23 với 29 tên khủng bố. Ta là mà chưa diệt 29 tên khủng bố. Rất nguy hiểm. Vâng, hai tên đã vừa gặp đất mẹ. Ba tên. Bốn tên. Năm tên. Ở đâu? Sáu tên. Bảy tên. Tám tên. Sáu người của bọn này hơn. Can hai tàn đằng sau này luôn nữa. Trời ơi, nhiều quá trời. Đông quá trời ơi, đông quá. Đã bắn như dạ luôn. Trời ơi, đông quá trời ơi. Bọn khủng bố là một tiêu diệt. Quái. Hai bảy trên hai chín. Hai tám trên hai chín rồi. Ôi trời ơi, đây rồi. Ok, watch cầu đi vào 24 chương 2. Một mình đấu với lại 30 tên. Không bò. Không bò. Một tên đầu tiên. Không bò xuất hiện. Ôi, nó quay mình 4 thằng. 4 thằng nó quay. Ôi. Bốn thằng nó quỳ. Đã vào phòng được của bọn địch. Bình tĩnh. Chuẩn bị gặp. Gặp. Rất ác luôn. Bắn ở đâu? Ủa. Ê kêu anh nha. Ê kêu anh nha. Ủa. Bắn nó quay. Một tên. Ôi, chạy quá đi. Trời, nó không chết. Xuất hiện ra là mình giết ngay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đi con. Đó, còn một xương cuối cùng nữa thôi. Vẫn còn 91 máu nữa. Ok, thay thế. À, xong cái bắn vui nó cái là bắn vui nó cái là à, không biết làm gì đã. Ồ, một phát, hai phát. Luyện đúng mà, luyện đúng mà. Headshot. Ok, let's go. Đi vào 25 chương 2. AK Pro. AK 47 Pro. Sân si chi 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 chạy mò, chạy mò. AK47 Pro. Uầy. Xuống ngay. Còn 3 4 tên nữa thôi. Sao vàng ạ? Hả? Không được tường được.